Trước tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh, sáng nay đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục mưa úng tại các địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tại vùng trồng cây vụ đông ở xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, vùng trồng chuối ở xã Đại Tập, trạm bơm tiêu Nghi Xuyên, huyện Khoái Châu. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh huy động các trạm bơm tập trung tiêu thoát nước đối với những vùng ngập cục bộ phải khẩn trương khoanh vùng, gạn tháo nước. Những nơi bị ngập úng trên diện rộng phải huy động thêm trạm bơm dã chiến, chỉ đạo nông dân dựng buộc lại những diện tích lúa bị đổ. Ngành nông nghiệp và các địa phương hướng dẫn nông dân biện pháp kỹ thuật bảo vệ lúa mùa, chăm sóc cây vụ đông sau mưa, kỹ thuật làm đất đảm bảo thời vụ gieo trồng cây vụ đông, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ giống vật tư để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại rau màu vụ đông theo đúng lịch thời vụ đã chỉ đạo, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao.